Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đồng ý chuyển hồ sơ điều tra của Công tố Mueller cho Ủy ban Tình báo Hạ viện. Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày thứ Tư 22 tháng 5 ngừng tiến hành việc thực thi lệnh đòi nhằm vào Bộ trưởng Tư pháp William Barr sau khi cơ quan này đồng ý chuyển tài liệu liên quan tới cuộc điều tra về can dự Nga vào bầu cử Hoa Kỳ. Quyết định này chấm dứt cuộc đối đầu giữa Ủy ban và Bộ Tư pháp liên quan đến các bản báo cáo về phản tình báo do điều tra viên đặc biệt Robert Mueller thu thập trong khi ông điều tra Tổng thống Trump và những người thân cận với ông. Cuộc tranh chấp này chỉ là một trong những vụ đối đầu giữa chính phủ của Tổng thống Trump và Hạ viện Hoa Kỳ hiện do phía Dân Chủ kiểm soát. Tổng thống Trump từ chối không hợp tác với nhiều cuộc điều tra của Quốc hội về nhiều vấn đề, từ tài chính của cá nhân cho tới các cuộc làm ăn cũng như can dự của Nga vào bầu cử Hoa Kỳ năm 2016. Dân biểu Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện nói rằng Bộ Tư pháp đã đồng ý với đề nghị của Ủy ban và sẽ bắt đầu chuyển giao tài liệu liên quan tới 12 đề mục về phần tình báo, cũng là các tài liệu liên quan tới tình báo quốc tế trong đợt đầu.